Một. Làm gì em còn chưa nghỉ à? Đang chuẩn bị test cái đèn này cho khách để trả xe cho khách ơi. Test đèn á? Xe này thay đèn này sao mà phải test? Con này đi được khoảng độ gần 10 năm rồi nên ánh sáng của nó rất là kém rồi. Hôm nay anh chủ quyết định qua để nâng cấp đèn. À, nâng cấp đèn á? Đúng rồi. Thấy gì đây Thay chưa? thay bóng à? Không, nâng cấp bi bi led đây này, À, bi được bi á? đây đây, con này nó lắp ở bên này, còn một đôi đèn anh lắp thêm một đôi đèn gầm nữa đây này, À, cả đem gầm cơ à? đây đây, lắp vào hai bên nhá, cân đối, nhìn thấy chưa, Ồ, nó nhìn bi đàng hoàng ấy. nhìn đẹp phết nhở. Thế ánh sáng nó như thế nào ấy? Rồi ánh sáng Sao này, tối om thế? đây nhìn thấy chưa, đã nhìn thấy gì Ôi chưa, à. đây là chỉ mỗi đèn gầm không thôi nhá, Ôi, mỗi đèn gầm mà sáng như này đấy nhìn thấy rồi. chưa. Ôi ôi mẹ. Sáng hơn cả đèn đấy luôn đấy nhỉ. Đèn pha này đấy, thấy chưa, Ôi à. đây đèn trên nhá, đây đây chỉ mỗi cái đèn gầm không này, đèn gầm không Rồi. nó sáng như này rồi. Ở đây nhá, đây nhá, đúng không? Ừ, đúng Ừ. rồi, các bác nhìn không? Đây, đúng, mỗi đèn gầm thôi nhá. Đây. Này đèn trên này À, đèn, đây mới là cốt thôi đúng không? đám, rồi đèn cốt đây, pha này nhìn thấy chưa, Ui nhìn ôi, thấy đấy. chưa, đấy Sáng nhỉ? Thế pha này, nếu mà con so với đèn zin nhá, nó phải tăng sáng khoảng độ 4 đến 5 lần so với đèn zin loại này nhìn, đấy. loại này đúng là soi được cả lỗ chân lông luôn đấy nhỉ? Rồi đi thế này thì mới an toàn được, anh em mà không nên nâng cấp đèn như này để đi, thứ nhất là trời tối này anh em đi mất mất an toàn, thứ hai không được đèn nguyên bản của nó thì không chiếu được xa, nếu con đóng đực ấy thì không thể chiếu được xa mà rất là mất an toàn, nhất là người đã có tuổi hoặc là mắt kém ấy, nhìn là không thấy cái gì, anh em độ như này thì là độ zin luôn, không có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện cả đấy, Công nhận lắp nhà đặt đây con này ngon bác nhỉ, thấy không, con này là căn chỉnh rồi đúng không? căn chỉnh rồi đấy, đá pha này Ừ, đấy, mặt cắt sắc nhỉ, rồi thấy chưa, pha thấy ôi chưa trời ơi đấy. xịn sò đấy. Thế cái này thay Đấy. này có đăng kiểm được không nhỉ? Rồi giờ anh cầm nên cập nhật thông tin đi. Bây giờ đăng kiểm là chuyện cho bình thường rồi. Cái Bây đăng giờ kiểm thoải mái à? ấy, là anh em cái đăng kiểm đó là được thông thoáng rồi. Đèn cái độ và vị trí zin này của xe là cho đăng kiểm bình thường. Bây giờ vào đăng kiểm là người ta đo máy đo sáng. Cái đèn này nó hợp với quy chuẩn của ánh sáng nên là sẵn sàng cho đăng kiểm. Nên là anh em không phải lo lắng là vấn đề là độ đèn xong không đăng được kiểm, đăng kiểm được nhá. À, Đấy. thế mà mình không biết. Đấy, thấy chưa? Thế cái này thì lắp ở đâu được? Đây, qua ngay cơ sở bên em đây, Akala Thái Nguyên để nâng cấp ngay, muốn anh em muốn sáng thì đèn sáng như này này, muốn đẹp như này này và căn chỉnh được hẳn hoi như thế này này thì anh em ghé ngay qua Akala Thái Nguyên để nâng cấp ánh sáng. Đấy, ánh sáng anh em thấy chất không? Đúng quá chất. Như cái cấu hình như này ấy, rơi vào khoảng tầm 10 triệu rồi là anh em đã sở hữu bộ hình cấu đèn như này, cấu hình đèn như này rồi. 10 triệu là có cấu hình như này như con Rồi. này rồi. Ủa ôi, tầm này sáng Còn quá nâng là nếu mà nét nâng luôn nhỉ. cấp nhẹ nhàng nhá, anh em đây nâng cấp nhẹ nhàng thì anh em lên một cặp bi gầm đấy thôi. Hơn Ôi, 4 củ. thử 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 tắt đèn xem nào. Đây, tắt đèn đi thấy gì Ôi không? rồi đây. Đây là có đèn đường ấy Đèn nhá. đường át luôn, đèn đường bật Đây lên là này, đúng đấy. rồi, át luôn, mất luôn cả đèn đường luôn. Mới là đèn gầm thôi đúng không? Đấy, đấy mới là đèn gầm thôi. Ôi Đấy, trời ơi. nâng cấp nhẹ nhàng thì anh em lên một cặp bi gầm này chỉ hơn 4 củ. Đấy Hơn là 4 củ có rồi á. ngay mà là bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành chính hãng cho anh em 2 năm luôn đối với đèn gầm, đèn pha này thì bảo hành còn 3 năm cơ. Ôi dồi ôi, Đấy. thế cả. Ui, Akala Thái Nguyên này uy tín đấy nhỉ. Thế địa chỉ Và đâu bao còn nhiêu ấy? 579 đường Phan Đình Phùng. Đấy, anh em ghé ngay qua đấy để được nâng cấp ánh sáng hoặc là tham khảo trải nghiệm những cái cấu hình đèn tại bên em. Đấy.